ghê, trông ghê chưa, các bạn nhìn ghê chưa, quá là ghê nhá. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Rồi, chiếc xe bốc đầu hơi bốc đầu một chút. Các bạn nhìn ghê chưa, quá là ghê nhá. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Rồi, chiếc xe bốc đầu hơi bốc đầu một chút. Rất ngon anh. Chở thành công đến công trình. Và là nhiệm vụ của chiếc máy xúc đó là phá cái ngôi nhà kia và làm móng nhà các bạn nhé. Chiếc Dosan 55 Verus làm việc rất hiệu quả trong các cái công trình nhỏ.
đi sang mé bên kia, ở đây người ta không nhìn đâu. Tới 3 phút hết ngôi nhà các bạn nhá. Ngày xưa thì nhà được xây bằng vữa nên ra là vôi vữa nó là rất dễ phá. Đập vào cái tường đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Vừa rồi là phá xuống bền của chiếc máy xúc DX 55 Virus từ chiếc xe Ford và nhà vô cùng đẹp mắt. Tạm biệt các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn video sau. Thành phố quá trình my video. Goodbye, see you again. Xin chào tất cả các bạn nhé, chúc bạn ngày mới vui vẻ. Trong video ngày hôm nay các bạn cùng với tôi theo chân bác tài xế ô tô chở chiếc máy xúc các bạn nhé. Lại là những cái cung đường vô cùng là nguy hiểm, rất nhiều dây điện. Các bạn có thể thấy di chuyển ở trong cái con đường làng nó hẹp này, nó là việc nhận dây điện này, việc nhẹ lương cao nhưng khá là nguy hiểm.
chặng đường đi khá là xa các bạn nhé.